À, chào các bạn. À, tiếp theo trong cái chương trình bản tin sức khỏe của chúng tôi ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn là 10 cái công dụng trên cả tuyệt vời của hoa nhài mà nhiều người chúng ta không biết về cái điều này. Thì với cái mùi vị tự nhiên, hương thơm quyến rũ, trà hoa nhài là cái thức uống dành cho những người mà sành trà. Đặc biệt nó còn mang lại rất nhiều cái lợi ích cho sức khỏe. Dưới đây là 10 cái công dụng mà các bạn cũng cần nên biết. Thứ nhất là có tác dụng giảm stress. Đương nhiên rồi, mỗi lúc căng thẳng, mệt mỏi với bộn bề công việc, bạn hãy đứng dậy đi pha một tách trà hoa nhài. Thì tác dụng làm dịu của trà xanh kết hợp với hương thơm của hoa nhài giúp giảm stress, lo âu. Ngoài ra còn giảm đau đầu, căng cơ, giảm nhịp tim. Và cái tác dụng thứ hai là giảm nguy cơ mắc ung thư. Cái trà hoa nhài giàu các cái chất chống oxy hóa, giảm các cái gốc tự do hình thành trong cơ thể. Gốc tự do thúc đẩy quá trình lão hóa của cơ thể. Các gốc tự do có liên quan đến cái sự phát triển ung thư. Nên là trà hoa nhài này có tác dụng là giảm nguy cơ mắc ung thư. Và cái tác dụng thứ ba là giảm cholesterol máu. Khoa học đã chứng minh rằng là trà hoa nhài có cái tác dụng giảm cholesterol, chất béo không lành mạnh trong cơ thể, đặc biệt mà giảm cholesterol xấu. Điều này làm giảm đáng kể cái nguy cơ mà mắc bệnh tim và tai biến mạch máu não. Và cái tác dụng thứ tư là ngăn ngừa bị cảm lạnh, cúm. Thì trà hoa nhài có cái tính kháng virus và kháng khuẩn, súc miệng với trà hoa nhài có thể ngăn ngừa được bệnh. Và uống trà hoa nhài cũng có thể giúp phục hồi bệnh nhanh hơn. Thứ năm là giúp giảm cân. Đau đầu với các cái vấn đề giảm cân thì đừng chần chừ mà bạn hãy đối vị với ly trà hoa nhài vào buổi sáng thử xem sao. Thì các cái nghiên cứu cho thấy rằng là có cái mối liên hệ giữa dùng trà hoa nhài và giảm tế bào mỡ trong cơ thể. Điều này có thể giúp mọi người đạt được cái mục tiêu giảm cân nhanh. Ngoài ra thì duy trì một cơ thể khỏe mạnh và như là một phần không thể thiếu trong cái chế độ ăn uống cân bằng hợp lý. Cái tác dụng thứ sáu là chống các cái vi khuẩn. Thì trà hoa nhài tham gia vào cái sự hình thành những cái vi khuẩn có lợi cho cơ thể, đặc biệt tốt cho hệ tiêu hóa. Vì vậy mà nếu uống trà hoa nhài mỗi ngày giúp cải thiện sức đề kháng của đường ruột, dự phòng các cái bệnh tiêu chảy cấp và mãn tính, các bệnh về dạ dày. Thứ bảy là điều hòa sự lưu thông máu. Thì trà hoa nhài cải thiện cái lưu thông máu, dự phòng xuất hiện các cái huyết khối, hình thành các cái mảng bám ở động mạch, tổn thương não, tăng huyết áp và tai biến mạch não. Cái thứ tám là điều hòa đường máu. Trà hoa nhài có cái tác dụng là dự phòng bệnh đái đường, bệnh phổ biến trên thế giới. Thật vậy, trà hoa nhài giúp điều hòa đường máu và việc sản xuất insulin của tuyến tụy. Và cái tác dụng thứ 9 là tăng cường hệ thống miễn dịch. Nhiều cái dạng ung thư và các cái việc ung thư có thể là ức chế miễn dịch. Có nghĩa là cái hệ thống miễn dịch của cơ thể bị tổn thương, trà hoa nhài đã được chứng minh rằng là có cái tác dụng bảo vệ hệ thống miễn dịch của người sử dụng thường xuyên do tính chất chống viêm và chống oxy hóa của nó. 10 là cái tác dụng giảm đau, nhức khớp. Một trong những cái tác động tích cực khác của trà hoa nhài là sự giảm cái sự khó chịu của bệnh đau khớp và viêm khớp mãn tính. Các cái chất chống viêm trong trà hoa nhài có thể làm giảm sưng và viêm khớp bằng cách là ức chế sự oxy hóa của tế bào. Quý vị thân mến, trên đây là 10 công dụng trên cả tuyệt vời của trà hoa nhài. Và xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Bản tin sức khỏe của kênh xin được khép lại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của chúng tôi.